Thưa quý vị, theo đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin thì 49 người Việt được Bỉ cứu ngoài khơi khi đang cố vượt biên sang Anh. Giới hữu trách Bỉ vừa giải cứu 49 di dân Việt Nam gặp nạn ngoài khơi khi họ đang cố vượt biển sang Anh. Truyền thông quốc tế dẫn thông cáo từ Văn phòng Công tố thành phố Bruges cho biết vào hôm 19 tháng 5. Con tàu nhỏ chở những người tị nạn đã gặp sự cố ngoài khơi phía Tây của Bỉ và không ai trong số họ gặp vấn đề nghiêm trọng nào về thể chất, thông cáo cho biết thêm. Cảnh sát biển của Bỉ đã chú ý đến con tàu vào sáng ngày 19 tháng 5. Một máy bay trực thăng đã được điều đi để theo dõi con tàu trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận để giải cứu những người trên tàu trong lúc con tàu đang trong tình trạng trôi dạt. 49 người Việt đã được vớt lên và giao cho cảnh sát ở Zeebrugge và sau đó được chuyển đến Ostend. Vài người trong số này bị hạ thân nhiệt. Cảnh sát Bỉ cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về tổ chức buôn người đã gây ra sự việc này. Dựa trên những phát hiện ban đầu, người ta nghi ngờ rằng con tàu khởi hành từ bờ biển Pháp, nhưng cuộc điều tra sẽ xác nhận điều này sau, văn phòng công tố Bỉ cho biết. Nhắc đến tình trạng tiếp diễn lâu nay, thị trưởng thị trấn Cục của Bỉ, ông Vandenbush cho biết, chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp người Pháp để chặn những người đang cố vượt biên. Chuyện những người tị nạn từ Pháp cố gắng đến Anh diễn ra hàng ngày, những tình huống như vậy tất nhiên rất nguy hiểm. Di dân Việt Nam nằm trong số rất nhiều người tị nạn đang lưu trú ở các trại tại Grand Sade, trên bờ biển phía bắc nước Pháp và những người này cố gắng tìm cách vượt biên sang Anh. Theo tòa thị chính Grand Saint có khoảng 100 người Việt Nam đã được đưa ra khỏi các trại để vào các nhà tạm trú vào ngày 6 tháng 5. Tin cho hay, các di dân Việt Nam đến Pháp qua các mạng lưới buôn người, họ bắt đầu bay từ Việt Nam sang Moscow, Nga và sau đó được vận chuyển sang châu Âu. Hãng thông tấn xã Pháp dẫn lời thành viên Jan Menzi của tổ chức phi chính phủ Utopia, nơi chuyên giúp đỡ di dân, cho biết các di dân Việt Nam thường đi tách biệt với các nhóm di dân khác. Nhưng giờ, họ ngày càng bị trộn lẫn vào với những nhóm di dân từ châu Phi và các nước châu Á khác để chờ có chỗ trên tàu hoặc có cơ hội để nhảy lén vào thùng xe tải để tới điểm đến. Chặng cuối của hành trình là vượt biển đến miền nam nước Anh trên xuồng hoặc trên xe tải được chở bằng phà hoặc thông qua đường hầm Channel được xem là chặng nguy hiểm nhất. Vào tháng 10 năm 2019, 39 di dân Việt Nam đã được phát hiện chết ngạt trong một chiếc xe tải ở khu công nghiệp Grace ở phía đông London ở Anh. Điều tra cho thấy các di dân đã được đón ở miền Bắc nước Pháp và quá cảnh vào cảng Zeebrugge của Bỉ. Thưa quý vị, đồng bào Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục vượt thoát khỏi thiên đường xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Phú Trọng cách đây vài ngày vẫn kiên định theo đuổi con đường xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, ông công nhận chủ nghĩa tư bản có những thành tựu và giá trị văn minh. Vậy con đường ông theo đuổi và ý chí của ông muốn áp đặt đại diện cho ai? Đừng đặt câu hỏi này cho giới đảng viên lãnh đạo mà hãy hỏi 49 đồng bào đang trôi dạt trên con tàu ấy. Ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, Chúng ta thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học công nghệ. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống, người từng giảng dạy ở Đại học Xây dựng Hà Nội và nay là một nhà bất đồng chính kiến nói với đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng, lời nhận định nêu trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự áp đặt vì chưa bao giờ toàn dân Việt Nam muốn theo chủ nghĩa xã hội. Giáo sư Cống còn nói thêm theo con đường chủ nghĩa xã hội là ý nghĩ của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là cái thứ chưa từng tồn tại ở đâu. Những người lãnh đạo Đảng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ là hình thức thôi. Cái người ta muốn là tạo ra sự thống trị trên toàn bộ đất nước Việt Nam này cho Đảng Cộng sản. Phần đông người dân thấy rằng họ duy trì chính quyền này thực ra chỉ vì quyền lợi của một số cá nhân hoặc phe nhóm của họ mà thôi. Ông còn nói thêm rằng, Đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ là đường lối bịa đặt không thực hiện được dẫm đạp lên nhau người ta lập nên hệ thống gồm cơ quan đảng cơ quan chính phủ mặt trận tổ quốc gây ra sự lãng phí rất là lớn người dân thì è e cổ ra mà chịu chứ biết làm sao người ta đưa ra chủ yếu để tuyên truyền cho dân rằng các anh có quyền làm chủ nhưng tôi không tán thành tôi cho rằng đấy là một cái quái thai từng là một đảng viên và đã từng tuyên bố từ bỏ đảng giáo sư cống khẳng định không có chính quyền của dân do dân vì dân ở việt nam mà chỉ có điều ngược lại. Chính quyền là của đảng, người ta bảo vệ đảng. Người ta nói rằng năm 1945, nhân dân làm cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân. Nhưng thực ra, quyền chỉ là hảo huyền. Thực chất, quyền vẫn trong tay đảng. Quốc hội là quốc hội của đảng, chính phủ là chính phủ của đảng. Đảng ngồi lên trên tất cả luật pháp. Đến nỗi, ông Trọng nói rằng hiến pháp là tài liệu quan trọng nhất sau nghị quyết của đảng. Nói rằng, nhà nước của dân, do dân, vì dân chỉ là người ta tuyên truyền thôi về tình hình kinh tế xã hội việt nam giáo sư cống lưu ý rằng trong khi tổng bí thư trọng phê phán các nước tư bản về bất bình đẳng xã hội gia tăng khoảng cách giàu nghèo và quyền lực chỉ phục vụ một thiểu số giàu có thực tế ở việt nam cũng không có khác gì cả ở việt nam cũng phân biệt giàu nghèo rất là lớn tài sản cũng tập trung vào các tỷ phú phạm nhật vượng nguyễn đăng quang nguyễn phương thảo v v có những người nông dân vẫn bị oan ức vẫn bị áp bức bị đàn áp. Ông Trọng không sâu sắc tình hình nhân dân, ông ấy không biết thực tế đâu. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xác nhận rằng hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn cho thấy quá trình này là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là một ảo tưởng. Nếu anh xây dựng chủ nghĩa xã hội đúng đắn, hợp quy luật thì không đến nỗi nó phải khó khăn như thế nếu anh xây dựng một xã hội tốt đẹp và bản thân anh tốt đẹp thì người ta phải theo chứ tôi nghĩ không thể thành công được đâu trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội có đầy rẫy các mâu thuẫn chủ nghĩa tư bản có một số mâu thuẫn họ khắc phục dần dần còn chủ nghĩa xã hội không những không khắc phục được mà còn sụp đổ ở ngay quê hương của chủ nghĩa xã hội tức là liên xô trung quốc việt nam có rút kinh nghiệm tăng cường tuyên truyền dối trá, tăng cường kiềm kẹp nhưng rồi cũng sẽ sụp thôi. Thưa quý vị, riêng chúng ta thì cái bánh vẽ đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã nghe gần thế kỷ này rồi. Có xứ nào mà bắt dân quá độ nhiều thế hệ như ở Việt Nam hay không? Hỏi cũng chính là trả lời